Xin giới thiệu tiếp các bạn hôm nay một cái phần trong bí quyết đầu tư chứng khoán hiệu quả. Hôm nay sau một thời gian uh, uh, gián đoạn hôm nay giới thiệu tiếp cái phần um, mang cái tiêu đề là dòng tiền có dấu hiệu rút củi đáy nồi. Thì rút củi đáy nồi thì như nào? Cái rút củi đáy nồi là là một cái cái uh, bí quyết một cái mẹo trong cái nghệ thuật kinh doanh thì định nghĩa đơn giản là một cái nồi cơm đang cháy đang nấu bằng nồi cơm củi đó. lửa nó cháy phừng 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 thì cơm gần chín thì người ta mới rút ra dần dần ra từng thanh củi để cho hãm lửa nhỏ xuống thì nói nếu nó nấu trong bếp ga thì các bạn dạng ga nhỏ xuống nó tí đó, cho cơm là vừa vừa chín tới không nếu rút hết củi ra một lượt thì lửa nó sẽ tắt và cơm nó sẽ sẽ bị còn sống đó. còn rút củi từ từ thì cơm nó không bị khét mà nó vừa chín tới nó đủ thời gian chín và nồi cơm rất ngọt đó là về thì cái lý thuyết rút củi đáy nồi thì các bạn tìm trên mạng rất nhiều cái bài báo sách nói về cái chiêu rút củi đáy nồi này thì hôm nay tôi ứng dụng vô trong một cái lý thuyết trên thị trường chứng khoán và quan sát dòng tiền theo cái chiêu thức rút củi đáy nồi À, thì các bạn nhìn à, thấy đây tôi à, lấy cái chỉ số vn index để mô tả thực tế cho các bạn quan sát à, các bạn nhìn trên màn hình đấy thì à, có nhiều cái cái dữ liệu thì à, tôi cũng thường hay quan sát tổng thể thị trường hoặc là quan sát cái giao dịch khớp lệnh trên sàn của vn index không được theo cái uh, theo dõi của tôi trong 4 năm phiên gần đây thì uh, tổng thể ba sàn luôn cả cả giao dịch thỏa thuận luôn. Thì cả sàn uh, Sài Gòn, sàn Hà Nội và sàn upcom. Thì cả ba sàn và cộng cả giao dịch thỏa thuận thì cái phiên uh, trước đó nữa là nó khoảng 5 ba tỷ, sau đó nó sụt xuống là 4 tám tỷ. Và phiên uh, vừa thứ tư vừa rồi thì nó còn lại là 3.800 tỷ bữa thứ năm rồi rồi nó còn lại 3.700 tỷ và ngày hôm thứ sáu tuần rồi nó đẩy lên một cái là 7.600 tỷ đây thì à, nhìn kỹ lên trên cái à, bây giờ tôi chọn một cái chỉ số nó chính xác để các bạn nhìn dễ thấy là thôi rồi giờ chứ cái chỉ số là à, vinnet giao dịch khớp lệnh trực tiếp trên sàn à, tôi cả loại ra sàn ốc cơm ra luôn vào loại giao dịch thỏa thuận với loại sàn hà nội ra tôi lấy chỉ số mô phỏng để cho các bạn nhìn thấy à, đây các bạn nhìn trên cái cái dữ liệu cà phê data cà phê app tôi thấy các bạn xem cái giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình ha thì để tôi tôi nói dòng tiền nó rút ra khỏi thị trường nhìn thấy nó không 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 giao dịch nữa nó có thể là nó rút ra hoặc là nó nó, nó ẩn nấp vào cổ phiếu tốt nó nằm đó hoặc là nó hạn chế trade giao dịch thì các bạn thấy đây cái ngày 18 bắt đầu trước đó là 3 ngàn mấy ngàn mấy lớn ha bắt đầu tôi lấy cái trưởng mốc là cái ngày 18 để tôi mô tả các bạn ngày 18 tháng 4 ngày 18 tháng 4 có hai ngày, ngày hay là, là ngày thứ ba ngày thứ ba tuần trước thì tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn không không tính thỏa thuận của sàn Sài Gòn đó là là 3.515 tỷ thì sang ngày thứ tư 19 tháng 4 là nó là 2.800 sụt xuống giảm xuống 800 tỷ còn là 2806 tỷ này giao dịch khớp lệnh trên sàn sang ngày thứ năm nó là 2.583 tỷ nó tăng lên một tí à, rồi bây giờ nghe sang ngày thứ sáu sang ngày thứ sáu thì 3.889 tỷ nhưng mà lưu ý các bạn lưu ý cái ngày thứ sáu nó có một cái sự kiện giao dịch khớp lệnh đột biến trên sàn đó là cổ phiếu rót khớp 8 triệu 7 cổ phiếu với tổng giá trị 1.400 tỷ. Trong khi cái ngày 20 tháng 4 trước đó một ngày thì rót khớp lệnh chỉ có 700 tỷ. Sang ngày 21 tháng 4 là ngày thứ sáu là rót khớp 1.400 tỷ gấp đôi ngày hôm trước đó. Thì nếu các bạn trừ đi 700 tỷ của thằng rót tính rót bằng cái ngày hôm trước thôi thì cái Sàn s tràn Sài Gòn nó giao dịch khớp lệnh chỉ còn có 2.000 780 tỷ à. như vậy thì nếu các bạn trừ đêm cái thằng cổ phiếu petrol bên mới lên sàn khoảng khớp khoảng 2.400 tỷ nữa ngày thứ 6 nữa thì nó sẽ còn lại khoảng 2 quá 240 tỷ nữa thì nó còn cũng tương đương đương là 2 500 tỷ thì rõ ràng các bạn thấy ra. ba phiên bốn phiên liên tục bắt đầu ba phiên phiên từ ngày 19, 20, 21 nếu tính theo cái 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 phân tích dữ liệu của tôi thì ba phiên có dấu hiệu suy si giảm liên tục về về thanh khoản của sàn của sàn sàn Sài Gòn dữ liệu đó là dòng tiền nó hạn chế giao dịch hoặc là nó rút ra khỏi thị trường hoặc là ẩn nấp vào cổ phiếu tốt cổ phiếu cơ bản làm ăn đó mà hạn chế giao dịch trây đi trên những cổ phiếu nước sống, những cổ phiếu có dấu hiệu casino, những cổ phiếu kéo xả, những cổ phiếu mang tính thị trường, những cổ phiếu có thành khoản lớn. Đó, có dòng tiền hạn chế giao dịch như đó. Thì bây giờ cái quan sát, cái kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy nếu mà năm phiên liên tục, dụ như bằng ngày, hiện nay nó đã diễn ra khoảng 3 phiên rồi. Nếu thêm năm phiên liên tục, <laughs> theo dấu hiệu thanh khoản đi xuống dần dần, phiên sau giảm hơn phiên trước một tí hoặc là ngang bằng giảm hơn phiên trước một tí mà năm phiên mà không có phiên phiên thứ tư thứ năm mà nó không có tăng hơn hai ngàn gửi tỷ hai ngàn tám tỷ trong một phiên giao dịch khớp lệnh trên sàn của sàn Sài Gòn thì 99% theo kinh nghiệm bản thân tôi thì dòng tiền đã, rút cuội đáy nồi và dĩ nhiên thì chỉ số VN bắt buộc phải giảm tiền không có quy luật triết học nó là lượng đó đổi chất đổi trong tiền không có trên thị trường không giao dịch trên thị trường thì bắt buộc nó nó chỉ số vn index phải phải giảm được đổi chất đổi thì các bạn sẽ quan sát thêm ngày thứ hai thứ ba nữa theo cái nhận định của tôi thì ngày thứ hai cái chần trừ rất là cân nhắc cẩn trọng thì khả năng cái thanh khoản vẫn tiếp tục giảm còn ngày thứ ba nếu mà thị trường tốt có những tin tốt vĩ mô tốt hoặc là có những cái nếu nó tăng mạnh lên nữa thì thị trường sẽ sẽ hồi sinh trở lại và hiện nay theo bản thân tôi đánh giá thì nó đã vùng đỉnh 731 điểm nó đã đã đạt điểm kháng hạn có thể đỉnh này đỉnh trung hạn hai ba tháng luôn chứ không phải là đỉnh, đỉnh 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 một tháng tôi dự định thì trong vòng một tháng nữa cũng không thể qua khỏi 731 điểm đó là là theo cái cái, cái, cái quan điểm cá nhân tôi tuy nhiên các bạn theo dõi thị trường suốt nhiều năm qua sẽ có mấy cái điểm bắt lưu ý. Ngày 1 tháng 1 năm 2000, của ngày 1 tháng tháng 5 năm 2014 là sự kiện biển Đông. Là giảm sau đó là hàng năm 2015, năm 2016 và có thể năm nay 2017 nữa. Dòng thị trường sẽ không có những cái đợt sóng lên xuống mạnh như các năm 2014 trở về trước năm 2013, 12, 11 những năm đó đều có những năm một năm thì có một hai đợt cái sóng lớn và đánh dấu hiệu đẩy lên rồi giảm xuống có thể là giảm lên cao và giảm xuống một hàng trăm điểm, 100 điểm hoặc là 50 điểm trở lên. Trăm điểm thậm chí hơn trăm điểm mỗi một đợt sóng nhưng từ năm 2015 đến nay thì tôi xác nhận là không có ngay cả tuần qua là dấu hiệu Triều Tiên với Mỹ căng thẳng nhau nhưng vẫn không có sự dấu hiệu đạp đạp sàn để giảm. Nếu như vừa rồi 731 mà xuống khoảng cỡ 680 điểm trên 50 điểm thì nó sẽ lặp lại kịch bản từ năm 2014 trở trước, trước. Còn đằng này nó không lặp lại kịch bản. Đâu. Đó, tức là 2015, 16 và thậm chí năm nay 2017 nữa vẫn không có những con sóng đánh lên cao và đánh những sóng. Lý do các ừ. bạn biết là thị trường nó ngày càng rực lớn. Nhiều mã cổ phiếu rớt lớn như bia, là hàng không Việt Nam hay là B... sắp tới là có beta thì nó tham gia và rất nhiều mã cổ phiếu như York vẫn trụ vững trên sàn ha, Việt Z hay là nhiều cái mã khác để giữ cân bằng cái chỉ số và chỉ số không có biến động lớn. nên sẽ không có những cái cái đợt quốc ao mạnh làm cho thị trường nó nó ổn định trong biên độ hẹp nhưng dòng tiền vẫn hạn chế trái niên để nắp vào những cổ phiếu chờ hướng cổ tức, chờ kết quả kinh doanh quý một uh, cao để để gặt hái những cái thành quả lâu đó. Và một thông tin tôi tiết lộ thêm các bạn nữa là từ đầu năm 2017 đến những cái quỹ ở Việt Nam, quỹ đóng quỹ mở thành lập và phát triển rất nhiều. Một số nhóm nhà tư lớn liên kết với nhau thành lập quỹ hoặc những cái mô hình mà, mà công ty hay là đội nhóm để đầu tư những cổ phiếu có giá trị và hạn chế cái Và giai đoạn này là giai đoạn họ nấp vào những cổ phiếu tốt, tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng đều, những cổ phiếu chia cổ tức cao, những cổ phiếu làm ăn chân chính, ngành nghề cốt lõi, cơ bản, không đồ, hoạt động lan man, không là những cổ phiếu hiện nay đồng tiền đang đang ẩn nấp vào đó và trú ẩn. Và thậm chí những cổ phiếu rất tốt nhưng giao dịch tự nhiên sụt giảm thanh khoản, lý do họ không 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 có cái nhu cầu tri nữa để ổn định cái dòng tiền ở đó thì đó là những cái dấu hiệu mà tôi nhìn nhận ra trên sàn các bạn à, lưu ý theo dõi thêm để có những cái giao dịch hợp lý phù hợp với cái cái tài khoản của mình còn trong lúc dòng tiền bị rút khỏi rút củi đáy nồi kiểu này mà các bạn cứ lao vào đánh đấm lướt sóng những cái cổ phiếu thanh khoản rất lớn thì tài khoản các bạn sẽ giảm dần đó là điều quy luật tôi ví dụ một số cụ thể các bạn như thấy như cổ phiếu thanh khoản lớn trên sàn giống như, như stb hay là uh, ita hay là flc hay là hag tất cả các bạn nhìn sẽ nhìn thấy những cổ phiếu đó nếu mà dòng tiền rút cụi đến nội thì các cổ phiếu đó sẽ dần dần giảm giảm thì giá trước nhất xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này